không? Chị bị bệnh hả? Cúc, Ngọc đang mệt đó. Ngọc bị cảm cúm, chắc là không có thể qua vô bếp làm việc được nữa. Nhưng mà hôm nay là buổi Tết quan trọng, chị không làm á thì sao Philip đánh giá được? Hôm trước không có chị á đã khiến anh ấy rất là tức giận, bây giờ như vậy nữa. Thôi chị mệt á thì về nghỉ đi, để em điện thoại báo anh Thắng tìm phương án giải quyết. Cúc, khoan, hãy gọi cho Thắng được. Để Ngọc nói với lại sếp chưa, coi là có tìm người thay thế được hay không. Làm sao mà thay thế được hả chị? Sếp Dương không có đồng ý thay thế người đâu. Món ăn á là do chị nấu, thì làm sao người khác có thể biết được khẩu vị và gia vị. Bây giờ chị có cố làm được không? Ngọc thì cố được, nhưng còn Sếp Dương nữa. Theo nguyên tắc á, là người bị bệnh không có được vô bếp nấu ăn. Chuyện Sếp Dương á, chị cứ để em lo. Quan trọng á là chị có chịu làm hay không. Chị quyết định đi, chị còn có 2 giờ đồng hồ nữa thôi. Nếu không được á thì em còn thông báo hủy. Anh Thắng không muốn sự việc sát giờ mới ra thông báo đâu, sẽ ảnh hưởng tới nhiều người lắm. Thôi được, chị sẽ cố gắng. Chị cố lên nha. Em tin á là buổi Tết sẽ thành công thôi. Chị cảm ơn Cúc.